Cái ngô nếp mà dâu trắng cho mọi người. Rất là dẻo và ngon. Cái này trồng cho 60 ngày là thu hoạch. Mình không có giò thì mình cho lẫn được, nên mình cho giò bếp. Giờ mình sẽ trộn đều những cái này lên xong mình trồng. Đấy, ngô mọc rồi mọi người. Đấy, mình trồng mỗi sọt mình cho 5 đến 6 cây ngô mọi người. Đấy, sọt mình cho 6 cây. Đấy, mỗi một cái sọt này chỉ chừng một xô đất. Đấy, mà mình sẽ cho lân và giò vào rồi mình trồng. Đấy, sắp có bông rồi mọi người. Đấy, ngô rất tốt này. Đây, ngô nếp dâu trắng. Đấy, mình thụ phấn cho ngô đấy mọi người.